Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Solid 1/10/2009 nâng cấp vừa đọc lại vừa đỉnh với cái cụm công tắc đến từ Multistrada 1200. Cái chiếc Solid 1/10/2009 đời của các bạn tên lọc bên dưới đây càng trở nên độc đáo hơn khi sổ khi mình một cánh với cái tâm màu xám đỏ vô cùng nổi bật. Bên cạnh là một cái dàn đồ chơi kiển siêu giá trị và lạ mắt đến từ các hiệu đình đám như Rainbow, Hardin và Domino. Chiếc xe sổ cho mình cái gam màu xám pha chút đỏ từ cái mâm và một vài chi tiết trên áo đủ làm cho chiếc xe độ gia đình nó bật và khác biệt hoàn toàn. Cái phần dây trước to lớn là cái sản phẩm của Winner 10. Phần dây con phía sau chạy hơn ôm vào bánh xe, hạn chế cái tình trạng là chất bẩn bắn trực tiếp vào thành động cơ. Phần ghế đông là cả một vùng trời công nghệ với sự kết hợp giữa rất nhiều chi tiết thương hiệu nổi tiếng như tên thắng Rainbow Access phiên bản Costa. Đi cùng với dầu Rainbow có cái nắp Daytona CC kết hợp cùng với cái cụm tăng tốc Active của Nhật Bản sẽ cho khả năng rút ngắn hành trình để chiếc xe chạy bay nhanh hơn. Chi phí tài còn là sản phẩm thương hiệu của Domino, chiếc thiết kế là nhôm đúc mang giá trị khoảng là 2 củ. Phiên bản này rất khó để bắt gặp trên các dòng xe kiển bởi một ngoại hình không mấy được sắc nét lắm. Cái cụm công tắc trái là mẫu Domino béo quen thuộc, nhưng còn cái cụm đề máy ở bên phải lại là một cái siêu phẩm tích hợp cái đèn LED lấy từ cái dòng Ducati Multistrada 1200. Có mức giá thành hiện nay khoảng là 3,4 triệu đồng, chưa bao gồm cái không chế cháo và phần phụ điện. Nhìn xuống cái dàn chân trước, ta thấy đây là sự quen thuộc. Cái dòng heo chu cây đỏ bấm đầu rất nhiều đầu kết hợp để ôm theo cái thế heo dầu không lờ phiên bản 4 bit tối xứng đang rất hot hiện nay trên thị trường. Cái phần mâm là sản phẩm của dòng Sonic 125 cái đời cũ kết hợp cùng với đĩa đồ chơi được người chủ đặt làm riêng cái phát vô cùng độc đáo. Cái dàn chân sau là cái chú heo dầu Rainbow 1 bit tháo xe phần cái lớn. Dòng heo này nhỏ gọn rất là mini dễ thương nhưng cái lực phanh lại mạnh mẽ. Đĩa chopper ở sau kích trước là 220, tăng thêm độ đẹp trai cho cái chiếc xế hôm nay. Tiếp đó là cái phục Hardin bình dầu trời mà cái chiếc Solid này đang sở hữu. Sở hữu chiều mình chiều cao phù hợp với dòng Winner và Solid, không cần phải độ chế tại dàn chân. Đi cùng cái nấm chỉnh nằm ở chân phục cho bình dầu, giúp người dùng kiểm soát được hành trình đàn hồi của phục khi tải nặng hoặc là đi tốc độ cao. BMW S1000ER nâng cấp mê hoặc với một cái diện mạo full option. Đây là cái phiên bản S1000ER năm 2016 của một cái bộ sưu tập cái mặt mắt bé cái thương hiệu BMW Motorrad từng dậy sóng cái cộng đồng phân khối lớn từ lúc xuất hiện. Đến với những tín đồ thích độ chế thì cái chiếc xe đến hôm nay được trùng tu một cách mạnh mẽ về mặt diện mạo lẫn cái sức mạnh. Đến với cái diện mạo quen thuộc của hệ S1000ER 2015 đến 2018 thì cái mẫu xe này clip hôm nay được trang bị cho mình cái gam màu sắc trắng xanh tricolor sẵn có cũng rất là hài hòa so với một số chi tiết tem đóng được dán dưới cái bộ yếm phía dưới động cơ. Riêng cái phần đầu tay lái được chỉnh chu hơn với vô số đồ chơi hàng tiện như cái bộ kính chắn gió Mankind Racing, cái chụp kính Evotech, cái cụm bên dòng Cristip, cái cụm con dây Cristip. Khung hình và nhiều vị trí trên cơ thể được bọc và thay thế vô số những trang bị từ carbon fiber để tạo nên vẻ đẹp cứng cáp, để tạo nên một vẻ đẹp là cứng cáp và cải thiện cái phần trọng lượng chiếc xe được giảm xuống đáng kể. Cân bằng giữa tính năng thẩm mỹ vốn có và trọng lượng cái bản thân của chiếc xe với những cái dàn chân cái hiệu mâm mắt cho Sony, đĩa phanh Rainbow, cái cặp phanh trước Rainbow Bliss Racing, phanh sau Rainbow Bliss 2 bit tạo cái sự nổi bật vô cùng, cùng với nhiều chi tiết ốc cây nhùm, cụ chống đổ Evotech, phát thanh sền Evotech và cuối cùng hoàn thiện hơn chiếc xe phải cần nhắc về cái dàn ống xả Optim Racing CB 1A Full System. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, chi tiết nhớ like và subscribe.